các bạn thân mến, cà phê là một loại hạt tạo nên một thức uống khá là độc đáo, và đối với nhiều người thì đây được xem như là một thức uống để có thể gia tăng hương vị của cuộc sống. Chính vì thế trên thị trường hiện nay thì có rất là nhiều những sản phẩm cũng như những thương hiệu cà phê để cho người tiêu dùng lựa chọn. Và ngày hôm nay trong chương trình Bình Minh Cao Nguyên thì Ngân Hà muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn một cơ sở chế biến cà phê rất là lâu đời rồi của thành phố Đà Lạt. Chúng ta hãy cùng tiến vào bên trong để tìm hiểu xem thử nơi đây họ đã chế biến cà phê như thế nào để có thể tạo nên một thương hiệu riêng như thế cho mình quý vị nhé. Quý vị và các bạn thân mến, đứng cạnh Ngân Hà đây là ông Trần Sơn, là chủ của hãng cà phê Song Long Đà Lạt, nơi mà chúng ta sẽ được tìm hiểu về các loại sản phẩm cà phê có mặt tại đây. Vâng, xin chào ông Trần Sơn ạ. Ông có thể cho các khán giả của chương trình Bình Minh Cao Nguyên biết về đôi điều của thương hiệu cà phê Song Long của chúng ta được không ạ? Vâng, có thể nói là thương hiệu cà phê Song Long được cách đây rất lâu rồi. Đây là cái nghề truyền thống của gia đình. Và tôi là thế hệ thứ ba để tiếp quản cái công việc này, và đã được huy chương của Việt Nam, Chess Plus Việt Nam công nhận, chứng nhận. Dạ vâng, tuy là hơi muộn nhưng mà Ngân Hà cũng xin chúc mừng hãng cà phê Song Long về điều mà ông vừa mới chia sẻ. Vâng, ông Trần Sơn thân mến, với cái danh hiệu mà ông vừa mới đạt được trong thời gian vừa qua, thì không biết là ở hãng cà phê Song Long của chúng ta có những cái loại sản phẩm cà phê đặc trưng gì mà nó có một cái nét riêng so với những hãng cà phê khác ạ thưa ông? Có bàn đặc trưng là cái cà phê Arabica, cà phê trồn và cà phê đặc biệt. Riêng cái cà phê Arabica nó có xuất xứ từ Cầu Đất, mang một cái hương vị thơm tự nhiên, có vị đắng thanh. Đối với dòng này nó sẽ là những người dành cho những người lớn tuổi và những người sành về cà phê. Thứ hai là cái cà phê trồn. Thì cà phê trồn là không những là cái cà phê trồn ở những nơi khác. Cà phê trồn của chúng tôi là một cái sự tuyển chọn từ những cái hạt cà phê chín cây đem về thành phẩm và mang một cái hương vị rất độc đáo. Còn cái cà phê đặc biệt, là cà phê một trong những loại cà phê chỉ có ở Song Long, bởi chúng tôi pha chế nhiều loại cà phê khác nhau với một hương thơm phù hợp và theo một cái công thức gia truyền để lại. Đây là một trong những mặt hàng bán chạy nhất trên thị trường. Và từ những cái hạt cà phê đó, theo nhu cầu của khách hàng, chúng tôi sẽ rang xay tại chỗ và chế biến theo một công thức đặc biệt, đó là hòa tan vào một chút bơ và một chút rượu rum vào. Những cái hương vị này sẽ góp phần mang đến độ nhạy của cà phê nguyên chất, một chút béo của bơ, một chút thơm nồng của cà phê sẽ giúp cho thức uống ngon hơn. Và tại đây chúng tôi sẽ đóng bao bì tùy theo yêu cầu của quý khách để tiện làm quà tặng. Quý vị và các bạn thân mến, như chia sẻ vừa rồi của ông Trần Sơn, chủ hãng cà phê Song Long Đà Lạt, thì chúng ta đã biết thêm được một chút xíu bí quyết gia truyền của họ. Đó là nếu như chúng ta thêm một tí xíu bơ nè, một tí xíu rum vào cà phê thì sẽ có được hương vị rất là đặc biệt, rất là khác lạ. Và hy vọng rằng với một tiêu dùng thông thái ngày hôm nay đã giúp cho quý vị và các bạn tìm hiểu thêm được nhiều nữa những sản phẩm cà phê để phù hợp với gu thưởng thức của mình. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản số 686 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống hạn hán trong mùa khô năm 2016 trên địa bàn tỉnh.